Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Communications báo cáo hoạt động núi lửa bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể là nguyên nhân gây ra các cơn địa chấn, lặp đi lặp lại sự rung chuyển đột ngột và dữ dội của mặt đất. Tương tự như động đất nhưng trên bề mặt sao Hỏa. Một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Quốc gia Australia và Học viện Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh đã phát hiện ra 47 mẫu sao chưa từng được phát hiện trước đây. Những đầm lầy này có nguồn gốc bên dưới lớp vỏ sao Hỏa trong một khu vực của sao Hỏa được gọi là Cerberus Fossae. Đây là một khu vực hoạt động địa chấn trên sao Hỏa được cho là có tuổi đời dưới 20 triệu năm. Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng magma trong lớp phủ của sao Hỏa, lớp bên trong của sao Hỏa tồn tại giữa lớp vỏ và lõi là nguyên nhân của các đầm lầy được quan sát thấy. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu được thu thập bởi máy đo địa chấn trên tàu đổ bộ InSight của NASA, đã hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa vào năm 2018. Mục tiêu của sứ mệnh InSight là tìm hiểu lịch sử tiến hóa của sao Hỏa, giúp cung cấp cái nhìn sơ lược về quá trình tiến hóa của tất cả các đá các hành tinh trong hệ mặt trời bên trong của chúng ta. Kể từ khi hạ cánh trên sao Hỏa, InSight đã thu thập dữ liệu về các sao Hỏa lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2020. Xác nhận rằng sao Hỏa vẫn là một hành tinh hoạt động địa chấn. Thời tiết trên sao Hỏa và nội thất của sao Hỏa. Sao Hỏa không có kiến tạo mảng như hành tinh quê hương của chúng ta là trái đất. Và do đó, nó hoạt động địa chất ít hơn trái đất, do đó nó lưu giữ một hồ sơ đầy đủ hơn nhiều về lịch sử địa chất của nó trong cấu trúc, tức là lõi, lớp phủ và lớp vỏ hơn trái đất. Nghiên cứu kích thước, độ dày, mật độ và cấu trúc tổng thể của sao Hỏa. Các bản sao được nhóm nghiên cứu phát hiện cho thấy sao Hỏa hoạt động địa chấn hơn những gì được tin tưởng trước đây. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ rằng sự chuyển động của đá nóng chảy hay magma trong lớp phủ của sao Hỏa là động lực đằng sau các đầm lầy được quan sát. Dữ liệu mới này cho thấy lớp phủ của sao Hỏa vẫn đang hoạt động và kiến thức quan trọng này có thể giúp trả lời các câu hỏi cơ bản về lý do tại sao sao Hỏa không còn có từ trường bao quanh nó. Thông tin này có thể giúp nhóm nghiên cứu hiểu được liệu hiện tượng đối lưu có còn xảy ra bên trong hành tinh, vốn được hiểu là động lực đằng sau từ trường hành tinh của trái đất. Từ đó cho thấy rằng có một cơ chế khác ngăn từ trường hành tinh tồn tại xung quanh sao Hỏa. Từ trường của trái đất bảo vệ bề mặt khỏi bức xạ vũ trụ, cho phép sự sống như chúng ta biết tồn tại. Nếu chúng ta có thể hiểu được sự hình thành từ trường của sao Hỏa, cách nó phát triển và khi nào trong lịch sử địa chất của hành tinh nó biến mất, thì điều đó có thể giúp chúng ta thiết lập sự sống của con người trên sao Hỏa trong tương lai. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.